Xin chào anh em đã quay trở lại với Hùng Mobile. Hôm nay ở trong video này thì mình sẽ chia sẻ tới cho anh em đi đánh giá chi tiết và trải nghiệm thực tế trên Lenovo Tab P11 hay còn gọi là Cell SimPad ở phiên bản nội địa Trung Quốc. Với mức giá hiện tại dao động trong khoảng 4 triệu thì mình nghĩ đây sẽ là chiếc máy tính bảng anh em cực kỳ hài lòng và nó sẽ rất là xứng đáng với số tiền anh em bỏ ra. Vậy chi tiết trải nghiệm trong thực tế ra sao? Anh em cùng mình tìm hiểu ngay trong video này nhé. Phiên bản quốc tế của chiếc máy tính bảng này có tên là Lenovo Tab P11, còn bản nội địa Trung Quốc có tên là Cell SimPad. Trong video này thì mình có trên tay bản nội địa, cấu hình và thiết kế đều hoàn toàn như nhau, nhưng mà mình vẫn sẽ sử dụng cái tên Cell SimPad để giữ đúng với bản chất của máy anh em nhé. Thiết kế có lẽ là ưu điểm lớn nhất trên Cell SimPad. Chúng ta có phần mặt lưng kim loại sang trọng với 1/3 mặt lưng được làm giả nhung giúp tạo điểm nhấn trong ngoại hình. Thân máy mỏng, cầm trên tay không quá nặng nhưng tương đối cứng cáp và tạo cảm giác cao cấp. Mặc dù sử dụng kiểu thiết kế nhám, tuy nhiên thân máy lại bị lưu bám vết mồ hôi vân tay khá nhiều trên cả phần kim loại lẫn phần giả nhung. Đánh giá tổng quát thì Cell SimPad có thiết kế khá tốt, gọn nhẹ và phù hợp với phần lớn người dùng, từ trẻ em tới người lớn. Sử dụng để làm việc hay học tập online khá thuận tiện và yên tâm nhờ độ bền cao từ chất liệu kim loại. Màn hình phía trước khá cân đối với các phần viền mỏng và mang tính thẩm mỹ cao. Camera selfie được bố trí ở phía trên khi nằm ngang hoặc sẽ là ở bên phải nếu xoay dọc máy. Màn hình kích thước 11 inch trên tấm nền IPS LCD, độ phân giải 1200x2000 pixel. Ưu điểm là màn hình có độ sáng cao, có thể sử dụng tốt ở cả điều kiện trong nhà hoặc dưới ánh sáng mạnh. Màu sắc được cân chỉnh ở mức tốt, tông màu trắng không bị ám vàng hay ám xanh quá nhiều. Còn về nhược điểm thì như chúng ta đã biết, do đặc trưng của tấm nền IPS LCD nên các phần viền màn hình sẽ bị thâm nhạy xung quanh. Đồng thời do không gian hiển thị lớn nhưng mật độ điểm ảnh khá thấp, chỉ dừng ở khoảng 212 ppi nên các chi tiết sẽ không được sắc nét, bị vỡ và mờ nhẹ. Ngoài ra Cell SimPad vẫn sử dụng tốc độ là 1060Hz truyền thống. Nhìn chung, chất lượng hiển thị trên Cell SimPad có thể đánh giá thuộc mức phổ thông, không quá tệ nhưng cũng không thật sự vượt trội, có thể đáp ứng phần lớn các nhu cầu sử dụng một cách cơ bản nhất. Với khoảng giá 4 triệu thì bất kể là máy tính bảng hay điện thoại, chúng ta đều cũng không thể hy vọng nhiều hơn vào các yếu tố tính năng công nghệ cao. Cell SimPad được trang bị cụm 4 loa stereo, âm lượng cụm loa này tương đối lớn, to và rõ ràng, chất âm ở mức khá so với tầm giá này, có bass và phục vụ được tốt nhu cầu học tập online, giải trí, nghe nhạc, xem phim. Chúng ta không có cổng tai nghe 3.5 trên chiếc máy này. Lenovo Cell SimPad có hai tùy chọn bộ nhớ trong gồm 64GB và 128GB với dung lượng RAM 4 hoặc 6GB. Hiện chúng ta có thể lựa chọn mua bản Wi-Fi hoặc bản hỗ trợ SIM 4G và tất nhiên mức giá sẽ có sự chênh lệch. Hiện tại chiếc Cell SimPad mình đang sử dụng trong video này đã được cài giao diện người dùng thuần Google chạy trên nền Android 10. Bản ROM này hỗ trợ tiếng Việt cũng như đầy đủ các dịch vụ của Google nhưng sẽ bị hạn chế hơn về mặt tính năng so với bản ROM gốc. Về giao diện thì cũng sẽ nghèo nàn, cơ bản và ít tùy biến hơn. Bản ROM gốc nội địa vẫn sẽ hỗ trợ đầy đủ dịch vụ Google nhưng chỉ có tiếng Anh. Bù lại thì trải nghiệm sẽ mang tính trọn vẹn và đặc trưng hơn. Anh em có thể cân nhắc tùy theo nhu cầu sử dụng của bản thân. Lenovo Cell SimPad được trang bị chip xử lý Qualcomm Snapdragon 662 trên tiến trình 11 nanomet. Nhìn chung hiệu năng mà Snapdragon 662 mang lại khá ấn tượng, đặc biệt với mức giá tiết kiệm như thế này. Cell SimPad có thể chơi được tựa game nặng như Genshin Impact ở mức đồ họa thấp nhất. FPS dao động trong khoảng 30 và duy trì khá ổn định trong suốt quá trình chơi. Tuy nhiên vẫn sẽ xuất hiện tình trạng bị giật lag, đứng hình nhẹ nhưng không quá ảnh hưởng tới trải nghiệm chơi game. Các tựa game cơ bản hơn như Liên Quân thì vẫn có thể xử lý tốt và tất nhiên cũng ở mức đồ họa thấp. Chúng ta không cần phải quá kỳ vọng về một chiếc máy tính bảng hiệu năng cao nhưng cũng có thể hài lòng với số tiền chúng ta bỏ ra. Thời lượng sử dụng đến từ viên pin dung lượng 7700mAh. Với tác vụ xem video liên tục trong 30 phút, độ sáng màn hình tối đa thì Cell SimPad mất khoảng 8% pin. Chơi Genshin Impact ở mức đồ họa thấp nhất thì mất khoảng 10% cho 30 phút liên tục. Như vậy có thể thấy rằng đây là mức thời lượng sử dụng có thể chấp nhận được với một chiếc máy tính bảng mặc dù không quá ấn tượng. Một lần nữa, dung lượng pin trên Cell SimPad cũng là yếu tố có thể đáp ứng được một cách cơ bản nhất cho các nhu cầu sử dụng của chúng ta. Ngoài ra, công nghệ sạc nhanh 20W cho phép chúng ta sạc máy từ 0 đến đầy 100% pin chỉ trong khoảng gần 2 tiếng. Cell SimPad chỉ có một camera sau độ phân giải 13MP. Trong điều kiện trời sáng, ảnh trên camera này được xử lý tốt về mặt màu sắc. Màu sắc chân thực và chính xác với thực tế, tuy nhiên chất lượng thì chỉ ở mức trung bình, không quá ấn tượng. Khi zoom lên không bị vỡ nhưng nói khá nhiều, giải tần nhạy sáng rộng. Trong điều kiện trời tối, chất lượng ảnh ở mức tạm ổn trong tầm giá này và có thể sử dụng được. Độ sáng tốt, các chi tiết rõ ràng nhưng không sắc nét, các nguồn sáng bị cháy và ảnh bị noi khá nhiều. Camera selfie 8MP cho ra ảnh có chất lượng tốt, các chi tiết trong ảnh đều rõ ràng, có độ sắc nét, tuy nhiên màu sắc có phần nhợt nhạt và thiếu sức sống. Camera sau có thể quay video độ phân giải tối đa Full HD, chất lượng video có thể đánh giá là ổn đối với mức giá này, màu sắc chính xác với thực tế, giải tần nhạy sáng rộng nhưng video bị noi nhiều. Ok, như vậy thì mình đã vừa chia sẻ với anh em những đánh giá chi tiết và trải nghiệm thực tế trên Lenovo Tab P11 hay còn gọi là Cell SimPad.
Với mức giá khoảng 4 triệu thì mình không kỳ vọng quá nhiều vào thiết kế cũng như là cấu hình của một chiếc máy tính bảng. Nhưng mà với những gì mà CellSimpad mang lại thì mình cảm thấy khá hài lòng và rất là xứng đáng với cái số tiền mình bỏ ra. Từ thiết kế tới cấu hình hay tính năng thì đều đáp ứng tốt với cả những cái nhu cầu sử dụng cơ bản. Và ý kiến của anh em ra sao? Anh em có cảm thấy hài lòng với những gì mà chiếc máy tính bảng này mang lại hay không? Anh em hãy để lại bình luận xuống dưới video này nhé. Và nhắc lại một chút cho anh em đỡ quên là hiện tại Hùng Mobile đã có sẵn hàng CellSimpad với mức giá được cam kết là một trong những nơi tốt nhất trên thị trường. Và mức giá thì có thể nó sẽ thay đổi theo hàng ngày, cho nên là mình cũng sẽ không nhắc cụ thể trong video. Hiện tại thì nó sẽ rơi vào khoảng 4 triệu. Link chi tiết sản phẩm thì mình đã để trong phần mô tả video. Anh em có thể vui lòng click vào để cầm đến mức giá mới nhất ngày hôm nay anh em nhé. Và cảm ơn anh em đã xem video này của Hùng Mobile. Hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo. Tạm biệt anh em.